Xin chào các bạn, mình tên là Lê Duy Anh, lớp 1A4 trường tiểu học Nam Tử Liêm. Bây giờ mình sẽ kể cho các bạn thời khóa biểu của mình trong mùa dịch này nhé. Đây đây. Ôi, 7 giờ rồi, dậy thôi. Bây giờ thì vệ sinh cá nhân thôi. Bây giờ mình sẽ uống một cốc nước mật ong thật to để thanh lọc cơ thể. Sau 30 phút uống mật ong thì mình sẽ bắt đầu ăn sáng. Trong mùa dịch này thường mình ăn sáng là một chiếc bánh và một hộp sữa. Mời mọi người nhé. Bình thường mình hay đi xe đạp quanh xóm 30 phút. Nhưng từ khi Hà Nội chỉ thực hiện chỉ thị 16 thì mình sẽ không ra khỏi nhà đâu. Mình sẽ dành một tiếng để học toán và học tiếng Anh. Bắt đầu nào. Yeah, học xong rồi mình sẽ ăn hoa quả thôi. Mình sẽ dành một tiếng ở buổi sáng để chơi Lego và rèn Rubik. Mình đã chinh phục được 7 loại Rubik rồi. Mình còn chinh phục được Rubik 4x4 đấy. Tên. Mình đã làm xong rồi. Đến 11:15 thì nhà mình sẽ bắt đầu ăn trưa. Ăn trưa xong thì mình sẽ chơi với em mình một chút. Đây là em mình tên là Bên Giang Lớp của mình. Anh ơi, cái bức tranh này đẹp không này? Đẹp. 12:30 đến 14 giờ thì mình sẽ ngủ trưa. Ngủ trưa dậy mình sẽ uống sữa và ăn hoa quả. Mình sẽ uống một hộp sữa Milo để cho tỉnh táo. Mời các bạn. Bây giờ mình sẽ đọc sách và viết một bàn đèn chữ. Bây giờ mình sẽ tô màu và chơi cùng em. À, 7:30 giờ mình đi tắm thôi. À quên, trước khi đi tắm thì mình phải tập thể dục. Các bạn nhìn này, mình có tập của các bạn này. Yeah. Bà. Tắm xong thì mình sẽ xin phép bà xem TV 15 phút. Bà ơi, cho con xem TV 15 phút nhé. À. 19 giờ thì ngày mình sẽ ăn tối và quanh quẩn nói chuyện. 21 giờ thì mình sẽ uống thêm một cốc sữa. Mình béo nên uống là không được. 22 giờ thì mình sẽ vệ sinh cá nhân và đi ngủ. Đây là một ngày của mình ở nhà mùa Covid. Các bạn hãy tham khảo thời khóa biểu của mình. Cảm ơn các bạn, hãy cho mình một like nhé. Bye bye.